Thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập ở phần đầu của bản tin, trên thế giới thì đã xảy ra một số vụ việc liên quan tới chuyện là tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép những chất cấm. Và tùy vào luật pháp của mỗi nước và tình tiết của mỗi vụ án mà mức án phạt và các đối tượng phải nhận sẽ khác nhau. Và chúng ta cùng tìm hiểu qua phóng sự sau đây của chúng tôi. Tháng 11 năm 2022, hai tiếp viên hàng không của hãng Delta đã bị bắt khi đang trên chuyến bay từ Brazil đến Miami, Mỹ. Theo tin tức trên kênh 10 của Miami, cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ cho biết họ đã bị bắt vì tội tàng trữ và vận chuyển ma túy. Cả hai bị cáo buộc mang theo ma túy bao gồm methamphetamine và ketamine được đựng trong chai nhựa. Cả hai tiếp viên này đều khai rằng không hề biết gì về những món đồ bất hợp pháp trong vali của mình. Tuy nhiên, qua điều tra, cảnh sát ghi nhận những dấu hiệu của việc sử dụng và tàng trữ của cả hai tiếp viên này, nên họ đang phải đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy nghiêm trọng. Delta đã liên tục hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và những tiếp viên hàng không này đã bị đình chỉ công việc trong khi chờ kết quả điều tra. Cũng vào tháng 10 năm ngoái, một nữ tiếp viên hàng không của hãng hàng không Mesa Airlines đã bị cảnh sát bắt giữ khi cố gắng lợi dụng các đặc quyền của tiếp viên hàng không, bao gồm thẻ thành viên phi hành đoàn KCM, để đi qua cổng an ninh mà không bị kiểm tra sàng lọc để buôn lậu ma túy. Đối diện với mức án lên tới 20 năm, nữ tiếp viên này sẽ bị kết án tại tòa án liên bang ở quận Nam California trong tháng 3 này. Các cuộc kiểm tra sàng lọc ngẫu nhiên đối với tiếp viên hàng không là điều không phổ biến. Đó là lý do để việc buôn lậu của các tiếp viên hàng không thường diễn ra. Tôi nghĩ điều này khá phổ biến, nhưng họ không thường xuyên bị bắt. Tại một số hãng hàng không của Mỹ, thẻ KCM cho phép các nhân viên hàng không, bao gồm phi công, tiếp viên hàng không, đi qua các hệ thống an ninh mà không bị kiểm tra sàng lọc. Bạn có thẻ KCM, bạn quẹt thẻ, xuất trình ID hãng hàng không rồi đi thẳng. Nhưng đôi khi, bạn bị lực lượng an ninh lựa chọn một cách ngẫu nhiên để kiểm tra sàng lọc. Hồi năm 2019, một tiếp viên hàng không người Malaysia có tên là Jaili Janel đã bị bắt và lĩnh án 9 năm 6 tháng tù khi giấu một lượng ma túy trị giá hàng triệu đô trong nội y để buôn lậu chúng vào Melbourne, Australia. Trong khi năm 2018, một tiếp viên của hãng hàng không South African Airways, Nam Phi, đã nhận tội buôn lậu 6 kg cocaine qua sân bay Perth, Australia, đã nhận mức phạt tối đa là tù chung thân. Các chuyên gia cho rằng những kẻ buôn lậu ma túy danh mãnh thường lợi dụng đặc quyền của các tiếp viên để thuê họ vận chuyển ma túy với thù lao hậu hĩnh. Tuy nhiên, một nửa các tiếp viên hàng không vận chuyển hoặc buôn lậu ma túy thường không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của những gì họ làm. Nhiều tiếp viên thậm chí không nhận ra rằng đây là một hành vi phạm tội. Họ không đặt nhiều câu hỏi khi nhận hàng mà chỉ quan tâm số tiền mà họ nhận được. Dịch vụ hàng không là dịch vụ đặc biệt, đảm bảo đến an ninh, an toàn của nhiều người. Bởi vậy, tiếp viên hàng không cần phải được tuyển chọn kỹ lưỡng, có năng lực, trình độ, có kỹ năng tốt và đặc biệt là có phẩm chất đạo đức.